Xin chào cả nhà, chào các anh chị, các bạn đang xem kênh cô Diễm. Bữa nay Diễm đi siêu thị mua đồ ăn nha cả nhà. Siêu thị bán rất là nhiều bánh luôn. Thì mình mua một bịch đậu phộng rang, đậu phộng muối á. Thường nhà mình sẽ uống bia khi mà ăn bánh pizza. Bữa nay bia được giảm giá nè cả nhà. Mình mua thêm rượu vang đỏ. Mình chỉ biết mua rượu vang đỏ thôi. Rượu vang trắng thì không biết đường mua cả nhà ơi. Nó nhiều loại lắm. Đây là gạo Ý mà cái hạt dài thì nó ăn đỡ ngán. Đây là cá ngừ đóng hộp. Bữa nay cũng được giảm giá nữa nè. Muôn hộp về để cũng được lâu lắm á. Mua thêm sô cô la để làm bánh ăn sáng nha. Đây là cơm tiêu. Cái này chồng mình rất là thích nên là mình sẽ mua một chai cho anh. Mua thêm bột mì để làm bánh ăn sáng nè, làm bánh quy á. Mua thêm ít trái cây nữa. Táo đỏ bên này bán cũng khá là rẻ nha cả nhà. Có tùy loại nhưng mà nó giá khá là mềm. Xin chào cả nhà, chào các anh chị các bạn đang xem kênh của Diễm nha. Bữa nay Diễm đi siêu thị, Diễm mua được cái thịt chân giò nè cả nhà. Này Diễm luộc sơ nó rồi. Bữa nay Diễm sẽ làm thịt chân giò này kho với trứng gà nha cả nhà. Giờ Diễm ướp cái thịt này. Diễm cho tỏi, đường, cho nước mắm, cho miếng tương ớt nha cả nhà. Mình cho miếng bột ngọt vô đây. Cái này nước màu Diễm tự làm nè. Giờ Diễm cho vô đây miếng nữa nha. Nay Diễm đi siêu thị Diễm quên mua trứng, về xin mẹ chồng được ba cái trứng nè. Mà cái trứng này nó mới đó cả nhà, cho nên là mình luộc mình bỏ muối vô rồi nhưng nó vẫn bị tróc vỏ nha. Nó tróc vỏ nhìn rất là xấu xí luôn. Thì trứng nó mới quá trời. Bỏ muối vô nhưng mà nó vẫn bị tróc vỏ. Bữa nay mình kho với ba cái trứng thôi, tại vì cấp này gà nó đẻ ít á. Vì cái ba gia đình mà ăn trứng gà chung với nhau thành ra là chia ra ăn dính dính không à cả nhà. Là hôm nay chỉ kho thịt với ba cái trứng thôi. Nồi giò heo kho Diễm đang kho lại thêm một lửa nữa để cho nó sắc xuống nó ngon đó cái nhỉ. Bữa nay á chồng của Diễm không có ăn cơm với món giò heo đó cả nhà. Chồng Diễm sẽ ăn với món cá ngừ đóng hộp này nè. Nay nhà mình ăn tối ăn hai món khác nhau nha. Diễm thì ăn cái món thịt kho trứng, chồng Diễm thì ăn cơm với cá. Mời cả nhà ăn tối với hai chồng mình ha. Mời cả nhà ăn tối với hai chồng của mình.
luôn á. Ho mangiare uovo? No, insufficiente. Vuoi assaggiare? No, no, non mi piace. Un bit fat. À, mua bí lắm. Nó ác quá. Thật này những kho lâu nên nó mềm lắm cả nhà. Lúc đầu thấy cái da nó cứng quá sợ nó bị gai, mình kho lâu mà nó mềm. Buono? Buono. No, meno male. Come Vietnam? Sì. Meno male. Lâu quá trời mới ăn cái món thịt kho nữa đây. Cái này khó mua thật, ba gọi lắm. Vợ sao cháu rất uovo di gallina di mamma è molto buono. Sì. Vợ sao? No, no, grazie. No? Diễm dụ chồng của Diễm nói là ngon quá mà dụ hoài không không chịu ăn. Sí. Ngon rất rồi. Hai mangiato in Vietnam, ma non con va piedi, con cane come a pancetta.
quanto matrimonio ricordi? E fai così anche in Vietnam, questo cibo? Sì. Bruno mangia tutto il cibo che faccio, ma senza questo. E poi magari piace anche. Ma oggi non voglio, perché ho già mangiato pasta e anche prosciutto oggi. Non prosciutto, ma carne. Okay. Moreno, tu devi mangiare tanta carne perché c'è bambino. Magari anche ogni pasto, ma io non posso sempre mangiare così tanta carne. Okay. Quindi ogni tanto quando tu mangi carne, io mangio il resto conto. Oggi questo non mangi, questo non mangi. Mangio mai. Sì? Mai. Mm-hmm. Ancora nostro? No, è supermercato. Bình thường á, Diễm làm món gì chồng Diễm cũng ăn hết trơn cả nhà. Nhưng mà món này là không ăn nha. Món này cũng không ăn luôn, dưa leo cũng không ăn luôn. Từ nào giờ là không ăn dưa leo. Buono? Buono. Sì, buono. Mi piace. Bene. Sì. Cả nhà ơi, nay hai chồng mình ăn tối xong rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi ha. Hẹn gặp lại cả nhà những cái clip lần sau nha. Xin chào tạm biệt cả nhà nha.